Ghế massage nó là một trong ba cái thành tố đó, nó để nó giúp một trong ba cái thành tố đó trở nên tuyệt vời hơn. Đó chính là cái việc là nó giúp cái chế độ nghỉ ngơi chúng ta một cách khoa học và dễ dàng hơn, đúng không ạ? Ngồi ghế massage một ngày bao nhiêu lần là tốt? Xin chào tất cả các bạn, tôi là Chu Công Huy. Và cái câu hỏi này hôm qua tôi cũng có nhận được của ba hay bốn bạn khán giả gì đó ở trên fanpage và trên kênh YouTube của Chu Công Huy. Các bạn có hỏi là anh ơi, cái ghế massage này em dùng một ngày bao lâu tốt, hay là cứ khi nào mỏi thì lên ghế để sử dụng ghế massage? Thì mình cũng có trả lời với các bạn bằng tin nhắn rồi, nhưng mà mình cũng muốn làm một cái video như này cho mọi người có thể hiểu rõ hơn, hiểu chi tiết hơn, để mọi người có thể là biết là một cái ghế massage chúng ta dùng như thế nào để tốt, và dùng như thế nào để đạt được cái hiệu quả cao nhất ở trong 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 cuộc sống. Thì các bạn biết đó, cơ thể của chúng ta nó giống một cỗ máy thôi, nó giống một cỗ máy và nó cũng giống như bất kỳ một cỗ máy nào khác trong cuộc đời này. Nó đều phải có một quá trình nghỉ ngơi, đều phải có một quá trình phục hồi và đều phải cần được nuôi dưỡng một cách đúng cách, đúng không ạ? Đó, nhưng mà cái việc nuôi dưỡng đúng cách nó khác so với việc của chúng ta nuôi dưỡng theo bản năng các bạn nhé. Nó khác so với việc người ta nuôi dưỡng theo bản năng, bởi vì sức khỏe của chúng ta được cấu thành bởi ba yếu tố, đó chính là chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập và chế độ nghỉ ngơi. Chế độ dinh dưỡng, chế độ luyện tập và chế độ nghỉ ngơi. Thì cái ghế massage nó là một trong ba cái thành tố đó, nó để nó giúp một trong ba cái thành tố đó trở nên tuyệt vời hơn. Đó chính là cái việc là nó giúp cái chế độ nghỉ ngơi chúng ta một cách khoa học và dễ dàng hơn, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta ngồi lên cái ghế massage ấy, đầu cái việc đầu tiên ta cảm nhận thấy là cái cảm giác mỏi mệt nó được xua tan đi. Khi mà các cái bi lăn, các túi khí nó xoa, nó bóp, nó đấm, nó nhào, nó quặn ở cái lưng của chúng ta, ở chân của chúng ta, ở vai của chúng ta, ở bắp chân, ở bàn tay của chúng ta, đúng không ạ? Nhưng mà cái việc sử dụng, nếu như mà chúng ta cứ thấy rằng à mình sử dụng như vậy là ok, là ngon rồi, mà mình cứ dùng hàng ngày, à dùng dùng liên tục trong ngày như vậy ấy, thì xin chia sẻ với các bạn là nó không hề tốt đâu. Nó không hề tốt đâu, bởi vì là cái ghế massage chúng ta chỉ nên dùng một ngày khoảng 2 đến 3 lần thôi. Nếu đẹp nhất là 2 lần các bạn. Nếu đẹp nhất là 2 lần. Đẹp nhất là 2 lần. Một lần là buổi sáng trước khi đi làm và một lần buổi tối trước khi đi ngủ. Bởi vì là khi mà chúng ta sử dụng buổi tối trước khi đi ngủ á thì nó giúp cho cơ thể của chúng ta nó được trở về cái trạng thái thư giãn nhất. Và giấc ngủ của chúng ta sẽ trở nên sâu nhất. Đúng không ạ? Giấc ngủ của chúng ta sẽ ngon nhất. Đó. Và buổi sáng trước khi đi làm thì nó giúp đánh thức các cái giác quan trong cơ thể của chúng ta, đả thông huyệt đạo của giác quan. Và khi massage như vậy thì gần như tất cả các cơ quan trong cơ thể của chúng ta đều được đánh thức dậy hết. Chúng ta sẽ có một cái tinh thần thoải mái hơn, minh mẫn hơn, ok hơn. Chúng ta sẽ có một cơ thể giảm ê nhức mỏi một cách nhanh hơn rất là nhiều. Nó nhanh hơn rất là nhiều. Buổi sáng thì khi đó chúng ta rất cần một cái nguồn năng lượng để có thể kích hoạt cái cơ thể của chúng ta. Thì cái ghế massage nó là một cái điều rất là chuẩn mực, rất là chuẩn mực để giúp cho chúng ta có thể là đánh thức các giác quan ở trên cơ thể của chúng ta dậy. Đó. Thì khi chúng ta đi làm chúng ta sẽ cảm thấy minh mẫn hơn, thoải mái hơn. Ví dụ như mình đây chẳng hạn, hôm qua mình thức đến khoảng 2:30 sáng các bạn. Khoảng 2:30 sáng mình ngồi bài ghế massage một bài 15 phút. Sau đó nó khoảng đi ngủ lúc khoảng 3 giờ. Lúc khoảng 3 giờ. Và sáng ngày hôm nay dậy lúc khoảng 7 giờ các bạn. 7 giờ tức mình ngủ khoảng 4 tiếng hơn 4 tiếng rồi đó. Như bạn thấy này, đúng không ạ? Cái thân xác của mình nó vẫn khác đúng không? Bởi vì trước khi đi làm lúc nào mình phải ngồi bài massage 10 15 phút gì đó. 10 15 phút ở trên một chiếc ghế massage là nó tương đương với việc là chúng ta đi ra ngoài tiệm khoảng 1 tiếng rưỡi các bạn. Khoảng 1 tiếng rưỡi. Đó. Thế bạn hình dung xem một ngày chúng ta được massage 30 phút nó tương đương với gần 3 tiếng. Mà gần 3 tiếng so với việc chúng ta đi 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 massage ở ngoài. Thì cơ thể nó ngon không? Ngon chứ, đúng không? Cơ thể mình chắc chắn là khỏe mạnh, chắc chắn là ngon, là ok rồi. Đó. Thì buổi sáng nó giúp mình có một cái tinh thần rất là thoải mái, rất là ok và minh mẫn. Và buổi tối thì khi mà chúng ta về, khi chúng ta đi làm về thì chúng ta rất là mệt mỏi. Rất là mệt mỏi, đúng không ạ? Rất là mệt mỏi. Nhưng mà thường thường cái mệt mỏi đó là làm cho chúng ta không ngủ được. Tức mệt quá không ngủ được các bạn. Mệt quá không ngủ được. Ngày xưa tôi cũng như vậy rất là nhiều, không ngủ được. Và khi cái việc chúng ta không ngủ được như vậy ấy, thì vô tình chung nó kéo theo cái việc là cái sức khỏe của chúng ta nó đi xuống, sức khỏe của chúng ta nó đi xuống. Không ngủ được mà thì
đầu tiên là mình già đi, thứ hai là cái đồng hồ sinh học của cơ thể nó bị đảo lộn và không ngủ được, nó dẫn đến tình trạng stress, béo phì, mỡ máu, tim mạch, rất nhiều thứ. Thì khi mà chúng ta không ngủ được như vậy là một điều vô cùng nguy hiểm, là một điều vô cùng nguy hiểm. Và khi mà massage buổi tối thì nó giúp cho cái cơ của mình nó được thả lỏng ra nhá, thả lỏng ra. Cái thứ hai nữa là nó giúp cho cái thần kinh của mình ấy, cái tinh thần mình nó thư giãn rất sướng luôn, rất phê luôn bạn, rất sướng, rất phê luôn đó. Và khi mà mình có một giấc ngủ sâu như vậy, chất lượng cuộc sống mình nó khác hẳn bạn, nó khác hẳn. Đặc biệt là với công việc bận rộn như mình thì một ngày nếu như bảo nói là dành một tiếng đi massage không có thời gian đâu bạn, không thời gian, nó không có thời gian luôn đó. Nhưng mà nếu như ở nhà mình tiện 15 phút mình tắm xong mình ra mình ngồi thì ok, ok luôn ạ, đúng không ạ, là thì lại có thời gian đó. Thì cái câu chuyện ở đây mình muốn chia sẻ với bạn đó là một ngày chúng ta dùng 2 lần là ngon tuyệt vời, còn nếu không dùng 1 lần cũng là ok lắm rồi, ok cực kỳ luôn rồi. Và cái cuộc sống nó bận rộn, nó làm cho chúng ta cứ bị già đi, nó làm cho chúng ta bị yếu đi, cơ thể chúng ta bị yếu đi. Thì khi mà chúng ta có một sản phẩm như vậy, có một cái chế độ massage như vậy thì nó giúp cho mình gọi là giữ được cái tuổi thanh xuân nó tốt hơn, níu giữ cái tuổi thanh xuân nó tốt hơn đó. Và cái thứ hai nữa đó là mình không chỉ dùng cho mình đâu, mình còn dùng cho cả gia đình nhà mình, cả gia đình nhà mình, vợ các bạn cũng có thể dùng, bố mẹ các bạn cũng có thể dùng, và sau này con các bạn khi mà đủ 17-18 tuổi, cái cháu học ôn luyện thi căng thẳng cũng có thể dùng bình thường các bạn, cũng có thể dùng bình thường đó. Thì video này mình mỗi một ngày mình sẽ nỗ lực có một video để chia sẻ với các bạn các kiến thức mà các câu hỏi các bạn hỏi mình ở trên fanpage, hỏi mình ở trên fanpage Chu Quang Huy, trên kênh YouTube cũng Chu Quang Huy, đúng không ạ? Thì mình sẽ chia sẻ với các bạn các câu trả lời như vậy để các bạn có thể nắm được. Và nếu mình trả lời một tin nhắn thì các bạn nhiều khi là chỉ một đoạn tin nhắn thôi, nó không hiểu hết được. Thì mình làm các video như này, mình tin, mình biết rằng ngày hôm nay có thể ít người xem, nhưng chắc chắn một ngày nào đó cái video này nó giúp đỡ rất nhiều người các bạn, nó giúp đỡ rất nhiều người. Và nếu như các bạn quý mình thì hãy chia sẻ giúp mình cái video này để lan tỏa nhiều hơn tới nhiều người khác, lan tỏa tới nhiều người khác hơn đó. Và chúng ta cùng nhau xây dựng, cùng nhau đóng góp, cùng nhau chung tay vì một Việt Nam khỏe mạnh, đúng không? Để khỏe mạnh thì nó cần rất nhiều yếu tố. Thì cái việc mà chúng ta có một giấc ngủ ngon, chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh cho mỗi một ngày mới thì là một điều rất là quan trọng, rất là quan trọng đó. Ok, chúc các bạn một ngày mới thật là nhiều năng lượng, nhiều hứng khởi nhá. Bây giờ mình đang trên đường đi làm này, đang trên đường đi làm. Và cái video này thì nó sẽ rất là cần thiết cho những bạn mà đã đặt cho mình câu hỏi ngày hôm trước, và rất là cần thiết cho những người đang có ý định, đang có nhu cầu muốn tìm hiểu về ghế massage, đúng không ạ? Đang có ý định, đang có nhu cầu muốn tìm hiểu về ghế massage. Và mình tin chắc rằng nếu bạn chia sẻ video này, mình sẽ vô cùng biết ơn các bạn. Và ai đó nhận được giá trị từ việc các bạn chia sẻ video này thì họ cũng vô cùng biết ơn các bạn. Ok, xin chào bạn, mình là Chu Quang Huy. Nhớ like, subscribe kênh YouTube giúp mình nha. Bye bye.